kể anh nghe chuyện đất bạc màu, thương cây lúa lớn lên từ khó nhọc, thương quê nghèo rồi thương từng khúc sóc. Đất truyền mình hạt thóc nảy vàng tươi, em kể anh nghe về những tiếng cười, những tiếng hát đôi mươi đầy ước vọng, những thơ đất bạc màu, những biết sống biết lần mình cõng sự sống quê cha. Em kể anh nghe qua những bài ca, cầu ngang quê mình càng lòng quê bàng. Em kể anh nghe những ngày sơ tan, đất bạc màu nên kiêu hãnh chăn bom. Em kể anh nghe câu chuyện một hôm, chuyện của đất trồn mình vươn sự sống. Chuyện của đất chưa vàng khát vọng, kể anh nghe bước chuyển quê mình màu vàng xinh của ngôi trường đại học, chuyện cái chữ được nuôi từ hạt thóc, chuyện vươn mình của đại học Trà Vinh. Em sẽ kể anh nghe lúc bình mình có mặt, và anh biết những điều rất thật, yêu Trà Vinh, yêu hương mặt quê phẩm kể của tác giả trẻ Trương Dũng Nhất Duy, sinh viên trường Đại học Trà Vinh. Kính thưa quý vị, ở Trà Vinh hẳn không ai là không biết đến khu di tích danh thắng Ao Bà Ôm với vẻ đẹp nên thơ quyến rũ và đặc trưng của nó.